tôi gọi cậu đấy. Có chuyện gì đấy chị? Có chuyện gì á? Trông cái mặt mũi thì cũng sáng sủa, thế mà có tí đồ cửa hàng tôi thôi mà cậu phải đi ăn cắp ăn trộm là sao nhở? Ăn cắp vậy ạ? Chị có nhầm lẫn cái gì không ấy? Đây là đồ của em à? Nhầm cái gì mà nhầm? Không ăn cắp. Này, thế đây là cái gì đây? Rõ ràng lúc đấy nhá, tôi thấy cậu đi vào cái chỗ mà trang bim bim với cả nước. Thế mấy chai nước với bim bim này là như nào? Hả? To gan thật đấy nhở? Khổ quá, giờ chị làm sao ấy nhở? Cái đồ này là em mua ở cửa hàng khác. Còn lúc đi qua cửa hàng của chị thì em mới nhận ra là em còn thiếu đồ. Em mới tạt vào em mua chứ không phải là em ăn cắp cái gì đâu. Láo toét thật đấy, còn dám cãi nữa à? Hả? Nếu như mà chị không tin thì chị trách cam quán chị mà xem. Đừng có nói với em là quán chị không có quả cam ấy nhá. Tôi xin lỗi. Xin lỗi thế thôi ạ? À? Chị vu oan cho em các kiểu kiểu xong đời chị xin lỗi thế thôi ạ? Hay. Thế cậu muốn như nào? Tôi đã xin lỗi cậu rồi nhá. Hay là cậu muốn tôi quỳ xuống đây tôi xin lỗi cậu thì cậu mới vừa lòng? Vừa phải thôi chứ. Thôi. Em trả chuyện với chị đi. Mệt. Đi đây. Ồ, sao cu? Sao khó chịu vậy? Tao cứ cảm giác như cuộc đời à? Nó đang muốn chơi tao làm sao? Ồ, nó rõ ràng sao nào cu? Mày biết rõ rồi, tao hỏi. Vợ thì ốm đau bệnh tật liên miên, con cái thì láo toét, công việc thì chả đâu vào đâu rồi. Tao thấy nó cứ nắp bét kiểu gì ấy. Biết làm sao được bây giờ? Cuộc sống à? Năm ngoái tao cứ tưởng là mình sẽ tiết kiệm được một tí, xong rồi là mình tậu con hai bánh ngon ngon để hai vợ chồng đi làm. Ai ngờ mưa mới đầu năm phát vợ làm luôn quả bệnh. Thế là thôi, bay sạch tiền tiết kiệm. Con càng ngày càng láo, càng ngày càng hư. Thật sự tôi cảm thấy không thể chịu nữa. Đấy là cuộc sống của mày mà. Mày kể cho tao có giải quyết được cái gì đâu. Mấy lần tao bảo tao bơm tiền cho thì không nghe. Được. Cảm ơn bạn con chủ tịch ạ. Bây giờ tao vẫn gồng được. Chưa đến lúc váy nóng. Vậy này. Tao vừa nghĩ ra này. Gì bị cô? Đi xem bói. Mày bị điên. Không bao giờ có tin mấy cái mê tín. Bớ ơ vậy. Ai bảo mày mê tín, mày đùa. Cái này người ta chỉ là mình là mình đi xem để mình yên tâm về bản thân mình hơn thôi. Chứ nó có phải là kiểu mê tín mê thủ gì đâu. Đi đi, đi người ta vào xem. Mình xem qua xem thử như nào. Tao chịu. Vui hay không vui thì tao không đi. Mày đừng có dụ dỗ tao. Mày còn coi tao là bạn thân của mày nữa hay không? Mày! Điên! Nó bảo không là không! Đi mà... Xin mày đấy. Mày phải đi cùng tao chứ. Với là tao đi một tí thôi. Mày đi cùng tao thì nếu ví dụ tao mà cũng bị vập vào đây sâu quá thì mày cũng vớt ra được chứ. Hay là... Mày sợ là mày vập sâu hơn cả tao? Mày không phải thích tao. Tao đã bảo. Được rồi. Tao đi với mày chứ hả cu? Chuyển luôn đi thì đâu. Chuyển ngay mà luôn thì xin cậu nước. Khỏe diện lắm cơ. Xem qua cuộc sống vô nhà thôi. Mình bình thường mà. Mày điên rồi cu. Hai cậu đang muốn xem vận mệnh của mình đúng không? Dạ. Cô cứ xem cho con nhé. Hết bao nhiêu con chả. Cô cứ xem cho con chuẩn đi. Cô chẳng còn gì vẽ chuyện. Chẳng im mù quý. Thôi được rồi. Tôi thấy là cậu cũng thành tâm đấy, nên là tôi xem cho cậu nhé. Bình thường ấy là tôi chỉ xem cho ba người một ngày thôi đấy. Wow, trời.
có mà ế khách quá không ai đến xem thì còn cái gì. Này cái cậu kia, cậu có ăn nói được tử tế không thế? Nếu mà cậu đến đây ấy, là để thể hiện cái sự vô duyên của cậu thì tốt nhất là đi về đi. Cậu có biết là làm như thế là bề trên quật cho cậu một cái không? Này, đến giờ lành rồi đấy, chọn quả roi đi. Nhưng mà nhớ nhá, xem cho kỹ vào rồi hãng chọn, bởi vì nó quyết định đến vận mệnh của cậu đấy. Thế ạ? Nhưng mà chọn quả roi là được á cô? Chọn đi. Áo thật đấy, lần đầu tiên chọn quả roi, roi vận mệnh. Chọn đi, chọn đi. Quả này to, lấy mấy quả to, mấy quả to lập to. Đây cô, quả này, quả này. Được rồi, chọn chắc chưa? Chắc cô, chắc chắc. Này, chính ra mày chọn roi cũng khéo hết. Quả nào trông cũng to cũng tươi, đúng lúc tao đang thèm roi. Không ngồi im, đi đâu ngoài. Chắc rồi thì đưa đây. Thế cầm như thế thì tôi xem cái kiểu gì? Dạ, đây 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 đây. Con tưởng có bảo ăn này. Ôi, này. Sao cũng hả? Chưa bổ quả roi nhá. Mới cầm trên tay tôi đã thấy hồng rực lên đây này. Chắc chắn là dạo này gia đình bất hòa đúng không? Đúng là như thế cô ạ. Gớm nữa, gia đình nào thì chả có những lúc lục đục vẽ chuyện. Thì tao đã bảo mày ngồi im, không ngồi im thì đi ra ngoài. Ui, quả này mọng nước này. À, gia đình đang có người được nước lần tới đúng không? Ờ đúng, đúng đúng đúng. Mấy thằng cu con nhà con, cái bọn này bây giờ chúng nó láo mà, càng lớn càng láo, nói câu cãi câu mà chúng nó chuẩn bị để ngồi đầu con rồi đấy. Ui, ui, rụt trắng héo này. Ui, chắc chắn là sắp trắng tay rồi đấy. À, cô ơi cô, không bổ nữa hả cô? À, chắc là cô bổ nãy giờ cô mỏi tay đấy. Cái cậu kia, nếu mà cậu vẫn tiếp tục hành xử như thế ở đây ấy thì tốt nhất là cậu nên đi về đi. Ở đây xem cho nó đàng hoàng tử tế. À, gì nhỉ? À con. À, bây giờ con thưa cô là con đi về thì cũng được thôi. Đi về thì cũng được. Nhưng mà cô cho con xin miếng nhìn hấp dẫn quá, không chịu được. Cậu dám à? Cô ơi, cô ơi. Chết chết rồi. Cô ơi cô. Cô ơi cô. Tình hình là như thế này. Bạn của con thì tính nó cứ bị chó chết nên là cô cứ kệ nó đi. Quan trọng là con thành tâm. Con lại thêm một tí lộc nữa. Cô xem nào, cô xem tiếp giúp con. Cái thằng này cô kệ đó. Cô cứ cô kệ. Hả? Thôi được rồi. Để tình cậu thành tâm lắm ấy nhá. Dạ, tôi xem cho cậu đấy. Ui, cô thành tâm lắm. Lâu lắm ấy thì mới có được một cái con người thành tâm như cậu đấy. Tôi xem tiếp cho cậu. Vâng. Chọn tiếp đi. Vâng. Nằm một gì đó, nằm một gì đó. Vâng. Quả này lại to. Cô xem lại cho con phát nữa. Này, bú ê, bú ê. Thử ê. Ua. Hả? Này, lấy đâu ra tiền mua quả đĩa nho này được quá đấy. Nhà tao nhá, cũng phải hiếm lắm được ăn nho này đấy. Lộc đấy, ăn đi. Lộc cả đấy. Lộc á? Để ba ông trước xem tao ấy. Nhớ ba ông trước đi xem không? Của ba ấy dài quá hạn cho xong, thấy đúng cuộc sống phất hẳn á. Lúc tao cảm thấy cuộc sống tao dễ thở. Tao khổ. Mua một ít đến biếu cô. Bởi vì là cô làm quả giải hạn ấy ổn áp quá. Thế là biếu cô xong cô lại thương, cô lại cho lại một ít. Cô bảo Lộc bên trên cho mình ấy. Ăn đi cho cô Lộc. Sao mày bảo là không có tiền để mà... À, thế có ra hôm trước đến vay tiền tao là để... Ôi, mày buồn cười ấy nhỉ? Nghe tao nói. Cái này là tao đầu tư được cuộc sống đó. Được chưa? Tao làm thế xong tao thấy cuộc sống dễ chịu hẳn. Mày yên tâm, cái tiền nợ mày hút mốt, được chưa?
tao sắp xếp tao sẽ trả cho mày sớm chứ không muộn đâu. Ừ, được đấy. Tao thấy mày bắt đầu lấn hơi sâu cái chuyện này rồi đấy. Đúng là có thờ thiêng, có kiêng có lành, nhưng mà mày thử nghĩ xem, làm gì có ai đau bụng lại đi kiêng cái nước tinh này, như thế thì làm sao mà trị được tận gốc. Tao thì mày lại bắt đầu ca cẩm như con vợ tao ở nhà rồi đấy. Mày cứ buồn cười đấy nhở. Mình làm này là đầu tư cho mình, đầu tư cho bản thân, đầu tư cho tương lai, không có đáng bao nhiêu đâu. Mà đúng tao công nhận nhá, sau quả đấy cuộc sống đỡ. Ông chủ thầu tăng lương, mà mấy đứa con ở nhà tự nhiên nó ngoan luôn, được nghe lời lắm, bảo một là một, hai là hai, chưa? Vợ cũng sức khỏe cũng lên. Thật ra ấy thì những cái chuyện này đúng là tao cũng không thể nói linh tinh được. Nhưng mà làm gì thì làm, mày cứ cẩn thận vào, coi chừng cái tiền mất tật mang thì khổ. Cứ lò bỏ trắng răng, cậu buồn cười. Tôi làm thôi thì đúng thì tôi mới làm thôi, chưa? Có đáng bao nhiêu đâu, chưa? Thoải mái lên. Gọi giờ này ngon. Alo. Cho tôi hỏi đây có phải số anh Hải, chồng của chị Linh không ạ? Ừ, đúng rồi. Sao ấy? Anh Hải ạ, vợ anh mới bị tai nạn, tình hình đang rất nghiêm trọng, làm phiền anh qua bệnh viện gấp để hỗ trợ chúng tôi anh nhá. Nhanh anh nhá. Tai nạn đó. Tai nạn gì đấy? Hải. Hải. Tai nạn. Tai nạn gì? Hải. Con My đâu rồi? Ra đây cho tao. Anh ạ. Ui giời ơi. Ừ. Con kia đâu rồi anh? Không hay anh lại đến đây nữa à? Hai người nhà uống nước đi đã. Ôi, nước nôi gì? Vào đấy rồi lại bỏ thuốc hạ độc bọn này à? Đâu có ngu. Nhưng mà hai anh vừa mới đến thu tiền rồi cơ mà, sao bây giờ lại đến nữa à? Thì làm sao? Mày nợ tao một đống tiền, tao thích đến đòi lúc nào trả được. Nhanh lên, 20 triệu mua là lãi tăng này. Cái gì? Hai anh bị điên đấy à? Hai anh... Thôi được rồi, 20 triệu thì 20 triệu. Đây, anh đếm xem đã đủ chưa? À. Thôi, cái loại như cô, lừa ai thì lừa, làm sao lừa được bọn này, đúng không? Ý, bé bé cũng ngủ thôi, nhỡ người khác nghe thấy thì làm sao? Dù sao ấy cũng phải để cho tôi kiếm đủ tiền để trả nợ cho các anh đã chứ. Này, hành nghề lâu vậy rồi, có tự coi được là sẽ có ngày bọn này đến đây đòi nợ cô không hả? Các anh không phải mỉa mai tôi đâu. Các anh thừa biết là tại sao tôi làm cái nghề này làm gì nữa. Ban đầu ấy là túng quá, định thử vận may xem là có gỡ gạc được không. Ai ngờ số lại đỏ thế không biết nữa. Nói 10 thì phải trúng 7-8 rồi đấy. Thôi, mấy cái chuyện vớ vẩn của cô đây quan tâm, miễn là trả nợ đúng hạn, cả gốc lẫn lãi. Mà chuyện này... Nhưng mà khuyên thật, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy. Nhưng mà thôi, cũng kệ. Nên nhớ là còn 60 triệu nữa nợ của tao đấy. Liệu thu xếp mà giả, nhớ chưa? Té mày. Đi anh. Bye bye. Tao cũng thế không biết nữa. Kiếm được tí tiền định đi làm bán bài để kiếm... Cái bao nhiêu? Cậu... Sao cô bảo với tôi là chỉ cần 30 triệu để làm lễ là mọi chuyện là sẽ ổn mà? Thế mà tại sao bây giờ vợ tôi vẫn bị tai nạn? Hả? Ai mà biết được? Mà thôi, tôi đang bận lắm. Đi bây giờ đây, nhá. Này! Mày cũng đi xe bói ở đây à? Dạ, vâng, đúng rồi ạ. Thế cô ta xem cho mày như nào? Có bảo là phải làm lễ liếc gì không? Tất nhiên là có rồi ạ. Gặp mấy cái bà cô kiểu này á, kiểu gì chả mất đến vài trăm triệu tiền lễ. Thế mày có làm không? Tao nhìn mày là vẫn tỉnh táo lắm ấy. Không, em không làm. Nhà em không có dư giả để mà tốn đến vài chục triệu làm tiền lễ như thế này đâu. Với cả em là người biết suy nghĩ. Nếu mà cái chuyện tâm linh kiểu này mà có thể dùng tiền để làm lễ được ý,
thì Châu Phi đã không phải khổ, đã không phải có nhiều cái chuyện nó đau buồn như thế này rồi chị ạ. Càng có tuổi ấy, người ta càng thích tìm tới mấy cái này. Chị cũng nghĩ rồi. Nói chung ấy, cho dù mình có làm 10 hay là 100 cái lễ nữa thì cũng không thể nào mà thoát khỏi mấy cái chuyện xui rủi được. Đấy là quy luật cuộc sống rồi. Chị nói đúng đấy. Em đi một vài nơi với cả ở đây nữa, xem khá là chuẩn. Nhưng mà bị một cái là cái chuyện tương lai khá là lập lờ mập mờ, không rõ ràng. Nhưng mà xong rồi mọi chuyện cũng ổn cả thôi, có phải làm lễ gì đâu. Mày nói thế là chị mừng rồi. Mà thôi, lâu lắm thôi chị em mình mới gặp nhau. Bây giờ sang nhà chị làm con gà ăn cơm nhá. Anh là chuyển ngay vào luôn đi chị ơi. Đi. Đi. Sao gió máy ra đây ngồi làm gì? Em ngồi trong nhà mãi cứ thấy bí quá nên là ra đây ngồi một tí. Với lại em đâu có ốm yếu đến mức độ mà có mỗi tí gió vào người mà đã nghèo ngay được luôn đâu. Này, lại bắt đầu ăn nói linh ta linh tinh rồi đấy. Đừng nói như thế nhá. Nhìn này, hôm nay anh hoàn thành công trình xuất sắc, ông chủ tàu cũng thưởng nóng luôn. Thế là anh chạy ra anh mua ít đồ cho hai đứa. À, có đồ mà em thích này. Thích không? Thích chứ. Đồ chống mùi gì em chả thích. Sao thích một mặt kiểu gì này? Chỉ là em thấy đang hơi khó thích nghi một chút thôi. Thích nghi cái gì không? Dạo phần đây anh thay đổi nhiều lắm. Em đang thấy hơi kỳ lạ. Thay đổi á? Thay đổi cái gì? Thì dạo này anh quan tâm đến em nhiều hơn này. Cũng quan tâm đến các con nhiều hơn nữa. Ngày trước anh đi làm về không tạt té qua vanh thì lại cũng đi chỗ này chỗ kia. Dạo này anh còn biết nói lời quan tâm em nhiều hơn và ôn hòa với các con hơn nữa. Em thấy vẫn chưa quen. Em không thích như thế à? Đương nhiên là thích thôi. Anh như thế thì ai mà chả thích. Có điều là em nói cái này anh đừng tự ái nhá. Thật ra là về bệnh tình của em ấy, bác sĩ có nói là em hạn chế đụng vào nước lạnh để tránh lạnh cho cơ thể. Thì nhưng mà trước đây anh không phụ giúp em gì cả. Nên là... Xin lỗi. Cái này là do anh không tốt. Nói thật là lúc đấy nhá, anh nghe ông bác sĩ nói thế thì anh cứ nghĩ là ông ấy làm quá lên như vậy thôi. Anh cũng nghĩ là anh đối xử với em như thế là tốt rồi cho nên... Thôi, vợ chồng mình còn trẻ mà. Có những điều suy nghĩ chưa chín chắn thì cũng không thể trách anh được. Bây giờ có anh giúp đỡ em như thế này, em cũng thấy mình khỏe lên nhiều rồi. Vợ của anh thời gian qua đã vất vả nhiều. Ngày trước ấy, anh hay tâm sự với Vanh về cuộc sống của mình. Sau này anh hay kể cuộc sống thế này thì nọ, chán các thứ. Nhưng mà đến mãi sau em nhận ra là tất cả đều là do anh mà ra. Kể cả với em cũng thế. Nếu như mà lúc đấy anh suy nghĩ đến cảm nhận của em hơn, anh chia sẻ bớt gánh nặng của anh với em một chút thì chắc là em cũng thoải mái hơn nhiều. Cả với hai đứa ở nhà cũng vậy. Anh hay quát mắng, với lại anh cư xử cứng nhắc với chúng nó. Thành ra là chúng nó cũng phản ứng ngược lại với mình. Kể cả trong công việc cũng thế. Anh làm gì anh cũng chả có giờ anh đặt hết cái tâm của mình vào. Thành ra chả có gì đến nơi đến chốn cả. Rồi xa thì cũng cảm ơn ông trời vì đã khiến cho anh nhận ra trước khi quá muộn. Anh nhìn này em thấy hạnh phúc lắm. Chính à? Úi giời ơi, khiếp. Vừa về đầu ngõ thôi mà cô cậu đã tình cảm thế này rồi, ai người ta chịu được. Này đứa em gì ơi? Mày định sang nhà tao ăn trực tiếp đấy à? Úi giời, mày ăn được có vài bữa thôi mà chưa gì được im bạn rồi. Nghe nói là vợ đang mệt. Thế nên là bố tao mới đi công tác ở phía Tây Bắc ấy. Tao mới dặn bố tao là mua cho ít thuốc bắc tự nhiên. Hay thằng. Mang về mà sắc cho vợ uống cho khỏe đi. Tiếp suốt ngày than kêu vợ thôi, đau hết cả đầu. Hóa ra là hay nói xấu sau lưng em lắm đúng không? Chuẩn luôn, nhất là thằng này này, chuyên ra nói xấu em. Bảo là cái gì nhờ? Đã biết là bệnh rồi mà không chịu ăn. Ăn ấy thì kêu là no, không ăn thì lại kêu là đói. Để em nghe muốn đòn không? Mày, nói tao anh tình.
Cảm ơn. À, không có gì. Mà này, cái bà bói cho mày hôm trước ấy, tao nghe tin là trốn nợ. Thế xong rồi bị bọn chủ nợ nó đuổi, nó đánh cho giữa đường. Xong công an đi qua, công an tóm luôn, giờ đang ngồi chờ bóc lịch ấy. Đúng là ác giả, ác báo. May rồi mình tỉnh sớm cũng hết hơi. Tỉnh sớm cái gì, em mà không tai nạn thì không biết là anh còn làm ra cái chuyện gì nữa cơ. Ờ đúng rồi, vợ là nhất được chưa, vợ là nhất đấy. Thôi được rồi, đi về nhà nấu một bữa cơm thật to đã anh Banh đi. Thế cũng sắp muộn rồi, em đói lắm rồi đấy. Nhưng mà này, nấu cho em thì được nhá. Riêng danh con này không mở. Này, thằng vô hôn kia, không bao giờ trả túi thuốc đấy. Bỡ em hút, danh con. Hai cái ông trẻ trâu này.